Rồi em xin chào mọi người nha. Thì hôm nay quay trở lại với công việc mua bán của bên em thì sau lưng em đây thì là một chiếc Thaco đời 2008 tải 1,4 tấn ha, thùng dài 3m7. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe này cho bà con anh chị em bà con mình cùng xem và cùng tham khảo như thế nào ha. Thì con xe này tổng quan nó thì đồng sơn còn đẹp ha, đăng kiểm mới, đăng kiểm luôn, bạc mới, kèo mới luôn ha. Thùng inox rất là đẹp luôn. Máy khá là ngon luôn. Thì em sẽ quay tổng thành chi tiết cái con xe này, giới thiệu cho anh chị em bà con mình cùng xem và cùng tham khảo như thế nào ha. Mọi thông tin chi tiết bà con mình vẫn liên hệ số điện thoại cũ của em ha, số Zalo cũ của em, số 0988 454 318 ha. Nội thất máy móc khá là ok con dê luôn. Đồng sơn thì đẹp, đăng kiểm mới luôn. Con này thì nó thẳng ra bà con mình mua về chỉ có việc dùng thôi. Nói chung là muốn tu bổ thêm thì bà con mình có điều kiện thì có thể là về tu bổ thêm một ít nữa. Nếu mà mình chưa có đủ điều kiện mình mua cái xe thì mình mua cái xe được rồi thì mình có thể mình để mình chạy hoặc là dọn thêm vài triệu nó cũng khá là ok ha. Thì em sẽ quay cho bà con mình cùng xem nó như thế nào ha, để bà con mình đón xem cái xe nó như thế nào, thật sự có đáng để mua, để kiếm tiền, để cày kiếm tiền hay không. Thì bà con mình nhớ theo dõi hết cái video này, em sẽ chi tiết cho bà con mình cùng về xem ha. Nội thất thì em nó rất là đẹp đẽ ha, rất là sạch sẽ và sáng bóng luôn. Đó, thùng inox nha. Đây, phần nội thất thì nói chung đồng sơn theo năm tháng thì nói chung nó cũng có chảy xước rồi nha mọi người, nhưng mà không có đáng gì ha. Hầu như con này là sơn rin, hầu như còn rất là nhiều ha, nhưng mà không có quan trọng về vấn đề sơn rin hoặc là không rin ha. Sơn thì nó không có đánh giá được một cái xe tải ngon chất lượng đâu. Về phần nội thất thì nói chung em nó cũng còn khá là liền xe, khá là sạch sẽ nha. Nội thất ghế đồ cũng bọc 5D hết rồi. Nội thất sơn si đồng điếc thật, sạch sẽ ha. Em sẽ sơ lược cái phần trước rồi em sẽ đi vào trong luôn. Em vào trong em đề máy cho bà con mình cùng xem luôn. Đó, vỏ lớp con này thì nói chung còn tà xài rất là ok luôn ha. Vỏ trước thì còn khoảng từ 60 đến 75% ha. Đó, có sao thì chi tiết cho bà con mình hiểu rõ ha. Phần đồng sơn thì không phải bàn, máy thì khá là ok. Đăng kiểm tới tháng 6 năm 22 luôn, mới đăng kiểm luôn, bà con mình không phải lo. Đó, bên phía bên này thì nó cũng có chạy xước rồi mọi người. Đi vào mấy con cung đường nhỏ hẹp thì bắt buộc nó phải có chạy xước rồi ha. Nó vỏ lớp thì nói chung lớp đầu còn từ khoảng 60 đến 75% ha. Bốn lớp sau thì còn rất đẹp luôn, bốn lớp sau rất đẹp. Tết tay tới rồi, mong bà con mình hãy chuẩn bị đón một cái tất ta nữa thật là an lành và hạnh phúc. Chúc cho bà con mình gặp nhiều điều may mắn hơn trong cái năm 22 này, sẽ hái được nhiều thành công hơn. Vì năm 21 bước qua rồi nó khá là vất vả, khá là chật vật luôn, cũng đã cướp đi sinh mạng của rất là nhiều người vô tội ha. Dịch bệnh không thể lường trước được, mong sao bà con mình sẽ sớm khôi phục lại cái cuộc sống cũng như công việc đó. Vỏ hai vỏ lớp này rất đẹp nha, hai vỏ lớp này còn có khoảng 80 đến 85%. Sườn sexy thì con này không phải bàn nha. Đó, cặp bình này cặp bình xịn sò luôn, không phải lo ha. Đó, thùng thì thùng bẩn nghi nóc ha, con này bẩn suốt luôn, bạc thì bạc mới nha. Đó, rất đẹp, rất liền lạc nha. Em nó thì chất lượng nói chung giá bên em đang chào bán với giá chỉ có 88 triệu sở hữu ngay một con Thaco nha. Con này thì không có vỏ sức cua ha. Nói chung bốn lớp sau thì còn khá là chắc chắn luôn, từ 70 đến 85% ha, tùy theo cái lớp. Rồi bây giờ là em sẽ chi tiết phần thùng sàn luôn, mở toan cho bà con mình cùng xem nó thoải mái hơn ha, rõ hơn. Bạc mới văng luôn, bạc mới luôn, đặc biệt mới. Đó, con này nói chung là bà con mình về có thể chạy hàng Tết vô tư ha, có thể đầu tư thêm một chút đỉnh nữa ha. Và cận kề Tết rồi, đó, chạy hàng được gì đó mình chạy qua Tết rồi mình sẽ tu bổ thêm nha. Đây ha, đây là phần thùng sàn đó. Thùng sàn nó khá là ok luôn, không có gì phải lo hết đó. Thùng sàn rất đẹp, rất là chắc chắn luôn ha. 85 triệu sở hữu ngay một con Thaco nha, đời 2008, máy còn rất chắc luôn, máy còn rất chắc ha. Con này thì cái con nó hơi cứng thôi, chỉnh cái con nó lại là ok rồi đó. Phần thùng sàn đồng sơn máy móc nó cũng khá là ok rồi. Bây giờ không có nói vòng vòng xàm xàm làm gì nữa, đi thẳng vào vấn đề luôn đó. Em quay cái cầu rồi, vòng lên trước, lên cabin đề máy lên cho bà con mình cùng xem, cùng tham khảo cái âm thanh tiếng máy và nội thất của nó như thế nào ha, trực tiếp luôn. Đây,
nội thất đây. Đây là ở phần nội thất này, trực tiếp cái phần nội thất cho bà con mình cùng xem luôn. Chúc cho bà con mình có một cái Tết thật là sum vầy, hạnh phúc, ấm áp. Máy cũng khá là ok ha, máy cũng khá là chắc. Nội thất nói chung tương đối sạch sẽ ha, nội thất sạch sẽ ha, liền lạc, không mắc đồ nha. Nói chung con này thì táp lô nó còn đẹp nè mọi người. Mấy con đời 28 mà con này táp lô có sơn lại rồi nha. Em sơn lại, chính em sơn lại nha. Bên em sơn lại nhưng mà con này được có cái là liền, táp lô nó không có bị nứt, đồ rách đồ nhiều ha. Cho nên là cũng còn khá là đẹp. Đó, đó là tổng quan về chi tiết cái con Thaco này nha. Bà con nào thật sự quan tâm con Thaco này thì cứ alo sớm cho em ha. Chốt cọc liền tay lên ngay em nó về cái đội của mình nha. Bây giờ em sẽ mở cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của nó nè. Máy nó thì không có đổ hơi nha mọi người. Máy đầu rất đẹp nha, máy rất đẹp. Nói chung tầm tiền giá rẻ thì bà con mình mua về thì trải nghiệm khá là ok luôn. Tổng quan về chi tiết con Thaco này, nói chung thì không có gì phải bàn về cái tương đối của nó rồi. Mong bà con mình sẽ sớm phản hồi cho em nha. Rồi đến đây thì em cũng sẽ xin kết thúc cái video ở đây, mong sẽ sớm nhận lại những phản hồi tích cực từ anh chị em bà con của mình. Nếu mà muốn rước con này thì muốn rước con Thaco này về làm ăn cho nó tốt đẹp hơn, nó khám khá hơn thì cứ alo cho em ha. Qua số điện thoại của em, số 0988 454 318 nha. Rồi em xin chào tạm biệt tất cả anh chị em bà con mình, và mong bà con mình sẽ đón nhận em ở video tiếp theo nha mọi người. Chào tất cả mọi người.